Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của La Academy by Chen Phong Group. Ở video này thì mình sẽ giải thích tại sao một số người khi tạo entry cho Lingo á thì sẽ không cần phải đợi phê duyệt, tuy nhiên thì một số tài khoản lại cần phải đợi. Thì nguyên nhân do đâu? Mình lấy ví dụ ha. Thì khi mà các bạn truy cập vào một Lingo đây và các bạn tạo thêm một cái entry mới chẳng hạn. Ví dụ là mình tạo một cái entry 05 thông tin của entry 05 ha. Rồi, sau đó mình sẽ ấn Done. Thì sau khi mình ấn xong á, thì nó sẽ hiện một cái mục là nội dung đã được gửi rồi và chúng ta sẽ cần phải chờ cho admin review. Nguyên nhân là bởi vì ở cái giao diện admin Lingo thì nó sẽ có một cái mục là review setting. Ở đây trong trường hợp mà admin của bạn đã bật lên cái chế độ là manual review á, thì mỗi cái entry được submit lên sẽ cần phải review. Và quy tắc review nó sẽ như thế nào? Mình sẽ tuân theo cái category reviewer ở đây ha. Nghĩa là nếu mà cái entry của bạn khi mà các bạn gửi lên á, nó thuộc cái hạng mục là trà sữa mix á, thì sẽ do người này duyệt. Và nếu mà entry của bạn thuộc mục là trà mix thì sẽ do Khang Nguyễn duyệt ha. Và nếu bạn là admin đã được thêm vào mục là outside role này rồi ha, thì bạn sẽ có thể là review toàn bộ tất cả entry bất kể là nó thuộc category nào, và không cần phải thêm vào cái mục category reviewer này nữa. Và một điểm nữa là khi mà các bạn thêm các cái category reviewer á, thì các bạn có thể là thêm bất kỳ người nào, và người đó không nhất thiết phải là một cái admin ở bên trong Lingo ha. Bây giờ thì mình sẽ thử tắt cái tính năng là manual review ha. Rồi, mình sẽ tắt thử đi. Rồi, ở đây nó hiện một cái thông báo là không thể tắt tại vì hiện tại đang còn 4 cái entry cần phải review và mình sẽ cần phải xử lý xong cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ vào để mà đồng ý hết những cái entry này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cái manual review này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tạo lại một cái entry mới. Rồi thông tin entry 06, điền các cái phần thông tin liên quan ha, xong rồi đó mình ấn Done này. Rồi sau khi mà mình ấn xong á, thì cái thông báo nó sẽ là cái entry đã được tạo ngay lập tức mà không cần phải do bất kỳ ai review nữa. Tuy nhiên thì thực tế trong cái quá trình mà mình quản lý các cái nội dung entry của tổ chức á, thì mình khuyến cáo là vẫn nên phải bật lên cái tính năng manual review để khi đó thì admin sẽ có thể đảm bảo là tất cả các nội dung khi mà được submit lên, hoặc là khi mà một nội dung được chỉnh sửa chẳng hạn, thì nó sẽ đảm bảo được cái nội dung cũng như là tiêu chuẩn tổ chức của bạn tuân thủ. Và đó là tất cả liên quan đến việc thiết lập người có thể là phê duyệt cho các Lingo ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký để cập nhật các video Vlog mới nhất.